Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 12 đến câu 17. Một hôm, Đức Giêsu phán với các môn đệ: "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau." Đọc tin mừng Thánh Gioan, chúng ta như được thưởng thức một bản tình ca tuyệt đẹp mà trong đó tình yêu được xem là một chủ âm. Vì tất cả mọi lời nói việc làm của Chúa Giêsu đều diễn tả tình yêu tự hiến vâng phục ý Chúa Cha và hiến mạng để chuộc tội cho loài người. Chúa Giêsu đã đến thế gian để yêu con người với nỗi cuồng si bất tận. Người luôn chạnh lòng thương, đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của con người. Đi đến đâu Chúa Giêsu cũng khi ân giáng phúc đến đó. Người đã đến để chia sẻ niềm vui trong tiệc cưới tại Cana và cũng đến đồng bàn với những người tội lỗi. Bất chấp mọi tiếng đời sầm sì khinh dễ, Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho con người, chứa mọi bệnh hoạn tật nguyền về thể xác cũng như tâm hồn con người. Người làm cho người mù sáng mắt, người què đi được, xua trừ ma quỷ, tẩy sạch những gì là ô uế. Người đặc biệt quan tâm đến người quá bụa, trẻ em, người thấp cổ bé miệng. Lòng thương cảm của Chúa Giêsu thấm đẫm từng trang tin mừng, từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Người đều tỏ cho con người biết tình thương của một vị Thiên Chúa bao la như một người Cha nhân hậu, quảng đại như một người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, gần gũi thân thiết như một người bạn luôn chia sẻ mọi nỗi khó khăn, nhọc nhằn của con người. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống điều răn mới là yêu như Thầy đã yêu. Điều này không dễ thực hiện bởi lẽ con người chúng ta còn mang đầy tính ích kỷ, chỉ yêu những gì thuộc về mình, có lợi cho mình. Mấy ai dám yêu kẻ thù để rồi chịu thiệt thòi mất mát. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu là khuôn mẫu của tình yêu. Vì thế, ai yêu thương thì nên giống Thiên Chúa. Tình yêu ấy chính là động lực cho con người thêm can đảm, lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, gian nan vất vả kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp. Giống như cách nói của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Như vậy, để sống luật yêu thương của Chúa, mỗi người chúng ta hãy yêu thương nhau bằng một tình yêu không phân biệt hay loại trừ. Yêu mà không mong đền đáp, nhưng yêu một cách vô vị lợi, luôn chia sẻ, cảm thông và tha thứ với mọi hoàn cảnh. Sẵn sàng phục vụ như một người tôi tớ, và cuối cùng,
coi sự sống của mình là sự sống của người khác. Nên nếu cần, chấp nhận hy sinh cho người khác như Đức Giê-xu đã hiến mạng vì bạn hữu của mình. Lạy Chúa Giê-xu, lời mời gọi yêu thương như Chúa, chúng con hiểu cả, nhưng sống điều mình hiểu thật là không dễ chút nào. Xin Chúa ban cho chúng con quả tim, đôi mắt, đôi tai, đôi tay và đôi chân của Chúa, để chúng con can đảm thực thi lệnh truyền yêu thương của Chúa trong niềm tin, lòng mến và sự phó thác. Amen.